Xin chào các bạn đến với Amo Warfare Việt Nam. Đầu tiên mình xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là sảng khoái. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi cái con SBG. xin lỗi. Nó gọi là Self-Propelled Gun. Thì trong đây là mình chơi cái con là 2S1 Vostika, một cái tên rất là Nga. Thì phải nói là phải là của tụi Nga không, thì mình click phải chuột vào trong đây thì mình xem cái task này xem phải nó phải không. Mình chọn qua cái info. Nó không phải là nó là một phần của Nga, nó là Liên Xô các bạn. Ok, thì mình sẽ chơi cái con này. Con này thì nó là ở cái cấp bộ độ 4 thôi. Để mình xem coi nó có gì cần phải nâng cấp không. Mình đã nâng cấp lên hết rồi các bạn. Để mình coi coi đạn của nó có gì khác biệt không. Ok, nó chỉ có một loại đạn thôi. Đạn này là 122 ly. Nó mạnh hơn là 105 ly. Nhưng mà nó thua 155 ly. Ok. Bởi vì chơi cái con xe tăng này nó đứng có một chỗ thôi. Nó bắn cái kiểu bắn nó rất là đặc biệt, cho nên mình không cần thiết mình phải đem mua những cái đồ, những cái dụng cụ để mà hỗ trợ. Mình không cần phải hồi máu này luôn. Ok, có một điểm nữa là mình không thích cái bạn này xài cái chiếc xe tăng này, bởi vì bạn này là chỉ là tầm nhìn xa, là phù hợp cho xài những con TD hay là những cái con mà AFV thôi, cho nên mình sẽ đổi cái anh này. Mình không thích xài anh này. Mình sẽ chọn một anh, mình sẽ vô mình coi cái kỹ năng của cái người nào sẽ phù hợp cho cái chiếc đó hơn. Mình sẽ coi cái commander skill. Nope. Bạn này không phải. Giờ mình chọn cái bạn này thử xem. Ok, bạn này có khả năng là phù hợp nè. Ví dụ như lái nè, nạp đạn, sửa chữa đó, rồi vision, rồi ok. Mình sẽ cho bạn này lái cái chiếc này. Vậy muốn cho bạn này lái chiếc này mình phải làm sao? Mình sẽ chọn là assign các bạn. Xong rồi trong đây mình sẽ chọn cái bạn thấy nè, đó cái biểu tượng của nó là cái biểu tượng của SPG đây. Mình chọn vào đây, sau đó mình click vào assign. Vậy là anh này sẽ anh lái cái chiếc xe đó. Đây, bạn thấy đây. Rồi ở đây nữa, mấy mấy cái bạn kiếp lái cái mình đó, đã lên cấp độ 2 rồi mà mình chưa có add cái skill vào. Thì giờ mình add vào luôn cho các bạn coi. Thì đối với những cái chiếc xe đứng một chỗ như vậy thì mình chỉ cần là spin to win thôi, bởi vì những cái trên là nó không thể nào mà nó battering ram được rồi. Đây có nghĩa là mình lấy xe mình tông vào cái chiếc xe tăng khác, hay là smooth ride chạy cho nó nhanh hơn này nọ gì đó, hay để di chuyển cái tầm ngắm cho nó nhanh hơn, cách lấy mục tiêu, hay là bẻ lái cho nó an toàn. Mình chọn cái spin to win thôi. Đối với cái bạn bạn này, bạn driver này, người lái xe, rồi bạn gunner. Gunner thì mình nghĩ mình chọn là cái chế độ này, cannon hit a point increase by 20%. Ok, rồi tiếp theo đó là bạn loader, nghĩa là bạn nạp đạn nhanh. Mình sẽ chọn bạn là ok, mình chọn cái speed đó, sẽ nạp đạn nhanh hơn. Các bạn thấy ở đây nó có cái ổ khóa không? Có nghĩa là nó đợi lên cái level 4 á. Cái này mình mới level 2 thôi, đợi lên level 4 thì mình mới được nâng cấp lên. Mở cái ô này ra. Rồi, coi như là mình đã được xong hết một cái cách cơ bản. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chọn chơi. Thì ở đây nó có lên cấp level 4 thì nó có là easy và medium, mình sẽ chơi cái medium. Vừa vô cái là vô liền, chứng tỏ là có rất là nhiều người chơi.
Nếu bạn chơi cái này á, mình nhắc lại với bạn là chơi cái con mà SPG này gọi là pháo tự hành á. Nó chỉ có thể chơi được chế độ PVE thôi, nhưng các bạn như là bắn người với máy thôi. Nếu như là nguyên một nhóm bạn bắn với máy chứ không có là bắn người với người. Thường thì trong một game á, thì chỉ có một cái con SPG thôi. Trong nhóm là 5, 5 chiếc xe tăng. Chứ ít bây giờ mà mình thấy hai chiếc SPG trong cái nhóm 5 chiếc tăng cả, rất là ít. Hầu như mình chưa thấy chứ không phải là ít. Ô, cái chiếc mình cấp độ 4 nhưng mà mình bắn với những bạn cấp độ 6 thì chứng tỏ là xe tăng của địch nó sẽ có một cái cấp độ cũng tương đương 6. Mà mỗi lần mà cách biệt hai cấp độ như vậy á, là thường cái giáp của nó rất là mạnh, rất là dày. Mình gặp bất lợi nhiều hơn. Trong cái map này á, mình phải leo lên cao để mình bắn nó. Hiện giờ thì ở chỗ này thì không thể leo lên cao được. Các bạn thấy không, tốc độ nó chạy trong rì à. Bẻ lái cũng rất là khó. Đó, mình đã quay qua, mình đã bấm qua quẹo phải từ nãy giờ rồi mà nó bây giờ nó mới thực thi được cái lệnh. Đây. Khi bạn bắn cái này bạn bấm nút control và bấm nút shift. Đó, và bấm nút shift thì bắt đầu nó sẽ nhìn cái góc độ về đây. Đó. Đây là cái cách bắn của SPG. Đó. Là mình canh trên đây. Ngay chỗ này là cảng các bạn, thấy nhé. Đó. Thì cảng. Đó. Cho nên chơi cái con này nó rất là bất tiện. Đó. Phải kiếm một cái cự ly cao, rồi cao thì mới có thể bắn lên được. Mình nghĩ là mình phải chạy xuống ở dưới góc này. Oops. Đó các bạn thấy không? Khi mà nó chưa nhắm tới á, nó bắn rất là khó trúng. Và các bạn thấy thời gian nạp đạn của nó không? Tới 12 giây, rất là lâu. Cho nên mình nói tại sao mà nó phát hiện ra bạn là bạn coi như chết. Đó. Đó, mình phải dè lại tại vì nó đã phát hiện ra mình rồi. Mình phải đi trốn thôi, hoặc là bắn khói ra. Đó. Mọi thứ đều chậm chạp. Nó thấy mình mà mình chưa thấy nó đó các bạn thấy đâu. Không biết cái viên đạn đi đâu luôn rồi, tại vì mình thấp quá có khi viên đạn nó không có nhiễu xuống được. Cái cách bắn á, các bạn biết là cái cách bắn của cái chiếc xe tăng này á, nó là cách bắn của đạn cầu vồng. Có nghĩa là bắn từ trên cao nhiễu xuống, khác với những cái cách bắn của những cái chiếc xe tăng khác là nó bắn thẳng trực diện, còn bắn cái chiếc SPG này á, nó là bắn cầu vồng. À, ví dụ như kẻ địch mà chui vô trong hố á, là mình bắn bắn thẳng á, thì không có vô được, nhưng mà khi mình sử dụng cái này á, mình bắn vô cái hố là được. Nó giống như cái cách bắn của đạn M79. Tại sao người Mỹ họ sản xuất ra M79 là để bắn cái đạn cầu vồng, có nghĩa là khi mà kẻ địch nằm ở dưới hố á, thì dùng M79 bắn nhiễu vào trong cái hố đó. Chứ còn AK hay là Bazooka thì nó không có thể làm được cái nhiệm vụ đó được. Đó là sự khác biệt mà các bạn biết là pháo tự hành á, trong chiến trường á, nó được gọi là vua chiến trường, bởi vì từ xa nó bắn yểm trợ cho bộ binh, nó bắn chi viện, bắn phong tỏa kẻ địch. Thì những bạn nào mà học rành về quân sự á, các bạn biết cái cách hiểu được cái công dụng nhiều hơn là mình thì chỉ nắm sơ sơ thôi. Các bạn thấy là con mình nó bị bắn tan nát rồi. Cái con này nó tiện lợi cái là mình đứng ở đâu mình cũng thấy hết, miễn sao mà đồng đội rọi được mục tiêu cho mình, phát hiện được mục tiêu cho mình là mình có thể nhắm được ở tất cả chỗ nào cũng được hết.
Đây. Nhưng mà miễn sao mình đừng có vật cản, ví dụ như cái con này là mình bị cản cái tòa nhà đó rồi mà mình lại bắn cái cầu vòng nữa thì không thể nào nhiễu vô được. Cho nên chơi con này nó phải cái map nó phải tốt. Ví dụ như trong cái map này là nó không có phù hợp cho chơi cái con này rồi. Để mình leo lên trên cái lâu đài ở trên, hy vọng là cao hơn là sẽ có một cái tầm nhìn tốt. Các bạn thấy tốc độ rùa bò với cái tốc độ này làm sao mà chạy được, thoát kịp được. Nhưng mà các bạn cũng đừng có thấy nó dở như vậy mà mình không chơi, bởi vì lên cấp độ 9 độ 10 á, thì cái tỷ lệ sát thương của nó rất là cao. Như hồi nãy mình thấy bắn hai cái phát đầu tiên các bạn cũng đã thấy rồi đó, trong khi những cái bạn khác là bắn chỉ có 300 400 máu thôi, nhưng mà cái con của mình bắn trúng mục tiêu được 500 mấy máu, nghĩa là cái máu rất là nhiều, cái độ sát thương rất là cao. Bây giờ cái chiếc xe tăng này mình phải lết, phải dùng cái từ là từ lết lết lên. Ôi như ông già ấy, lết 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 lết. Rồi chưa kể là nó bị hồi nãy xe tăng mình bị bắn hỏng máy nữa. Ôi các bạn biết là trong chiến tranh Việt Nam đó, người Mỹ họ có cái chiếc pháo tự hành đó, 175 ly, có nghĩa là bắn một phát từ đây lên tới được 40 km lận đó các bạn, rất là hiệu quả, cho nên nó mới gọi là vua chiến trường là như vậy. Nhưng mà trong chiến tranh mà đó, kỹ thuật là kỹ thuật nhưng mà quan trọng là phải là con người mới là yếu tố quyết định. Ok, mình nghĩ đây là mình có chỗ tốt rồi. Đây. Ups. Bởi vậy chơi những cái cấp độ thấp như vậy nè, nó rất là bất tiện, là mấy bạn bắn một phát cái là chết hết rồi, đâu còn thời gian nữa tới mình bắn. Bây giờ mình phải chờ đợi. Cái con này cái mức phát hiện được đối phương rất là cao, nhưng mà nó rất là xa, nhưng mà nó chậm lắm các bạn. Sao mà nó bớt quá. Mình không cần nhắm cái đó, mình nhắm bằng cái này cũng được. Trời chờ lại giờ mới bắn được một con. Mừng ơi là mừng. Bắn đại. Và các bạn thấy nè, ở trong đây mình có smoke á, các bạn thấy chữ smoke ở trong cái hồng tâm ở giữa không? Số 7 có nghĩa là mình có bắn được 7 trái khói, hồi nãy mình bắn hết trái rồi là còn 8 trái. Mình bắn được một lúc một lúc mình bắn được có một một phát khói thôi, rồi mình phải tốn thời gian, mình tốn 75 giây để mình nộp lại một cái viên khói khác. Đó các bạn thấy nè, nó chưa có vô hồng tâm á, mọi thứ nó chưa có gom lại cho nên mình bắn hút. Chứ nếu mà để cái dòng màu đỏ nó gom lại là bắn sẽ chính xác hơn. Mình nghĩ là mình lui lại một chút. Ok, đây, mình sẽ bắn thử cái chiếc này xem sao. Ồ, không được rồi. Tệ quá. Như các bạn thấy đó, cái mục tiêu nó nhắm tệ nhất là phải lên tới đây mà mình bắn xe tăng ở đây, có vẻ như chỗ đứng của mình nó không tốt. Khi mà chơi được cái game này mình nhớ tới cái War in Conflict rồi các bạn. Không biết có bạn nào ở đây chơi game offline War in Conflict không? Đó là một trong những game mà mình rất là thích. Nó giống như là chơi báo động đất, nhưng mà nó lại là một cái hiện đại mà thực chiến hơn, cũng là chiếm giữ mục tiêu như vậy. Cho nên khi mà mình rất là say mê cái game đó. Cho nên khi mà có Armor Warfare thì mình coi như là mình mê nó ngay lập tức. Thì rất là tiếc là
trận chiến cũng không có hấp dẫn để cho các bạn thấy hết được cái tính năng của cái chiếc pháo tự hành này. Nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ cho các bạn biết được cách chơi, và biết đâu một số bạn sẽ yêu thích cái cách bắn như vậy, có nghĩa là từ trên cao bắn xuống. Và như ở trong đây á, thì các bạn biết là khi mình phát triển, ví dụ như mình đây mới cấp độ 4 thôi, nhưng mà khi lên khi mình lên những cái cấp độ cao hơn đây đó, thì cái tỷ lệ sát thương nó cao hơn nè, các bạn thấy không? Cái tỷ lệ sát thương của nó lên 805 hay là 709, còn cấp độ 4 của mình là mới có 560 thôi. Nó bắn đạn hy, đạn HE đó, đa số là đạn HE, bắn từ trên nhiễu xuống. Mà các bạn biết trong xe tăng á, những cái giáp mỏng á, là thường ở đằng phía sau lưng hay là ở trên đầu, trên nóc, trên ở phía trên của chiếc xe tăng, cho nên là cho nên người Mỹ họ mới chế ra cái chiếc A10 đó. Cái chiếc A10 là bắn từ trên máy bay, bay rất là chậm, và họ dùng cái súng, cái nòng liên thanh, gọi là súng liên thanh bắn 6 nòng mà xoay vòng vòng đó các bạn, bắn trái máy bay, bắn trái xe tăng từ ở trên cao. Cho nên trong cái chiến tranh năm 1991, trong chiến dịch báo sa mạc đó, đã làm gỏi rất là nhiều xe tăng của Iraq. Tận đó thì đó là một trong những trận mà thiệt hại xe tăng lớn nhất trong lịch sử. Ok, có vẻ như mình đã hoàn thành xong một nhiệm vụ. Ok, mình đã bắn, hỗ trợ được, bắn, giết và hỗ trợ đồng đội trong lúc mình đứng lại thì đã xong nhiệm vụ này rồi. Và bây giờ trong cái inventory này mình có một cái hộp quà, mình mở cái hộp quà này ra coi có gì. Hộp quà này cũng cơ bản thôi các bạn, tặng cho mình những cái thẻ push, thẻ insignia, điểm kinh nghiệm và tiền. Ok, với cái cấp độ này thì mình chỉ cần yêu cầu như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ hen. Và nhớ subscribe kênh để mình đón xem những cái video mới hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.